Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nông nghiệp Nông thôn, chuyên đề Lào Cai xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, chủ trương của các địa phương trên địa bàn thành phố Lào Cai đang nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Tất cả vì mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Đây là nội dung chính chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ này. Ngay sau phần điểm tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Mới đây, Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị triển khai mô hình thí điểm thực hiện các chuyên đề xây dựng nông thôn mới 2023. Năm 2023, tỉnh Lào Cai được giao nguồn vốn trên 24 tỷ đồng để thực hiện các chuyên đề xây dựng nông thôn mới, gồm nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh, tăng cường bảo vệ tài nguyên môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về việc giao nguồn vốn, thực hiện các chuyên đề thí điểm cần tập trung, tránh dàn trải, trùng lắp, gây phí nguồn vốn. Các ngành địa phương cần phối hợp lồng ghép vốn nông thôn mới vào các nguồn vốn khác, đẩy mạnh công tác truyền thông, đảm bảo giải ngân nguồn vốn hiệu quả, đồng thời sẽ xây dựng thành mô hình điểm để các địa phương tham quan học tập. Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh tiếp thu các ý kiến, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương được giao vốn, chủ động phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh chỉ đạo các ngành địa phương, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận cao trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Bốn nội dung trọng tâm tuyên truyền gồm phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn, phát triển du lịch sinh thái góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, cải tạo vệ sinh môi trường sáng xanh, sạch đẹp, an toàn. Thông qua tuyên truyền thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2023 gắn với thực hiện nghị quyết số 10 của tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa với những mục tiêu cụ thể đang được các địa phương phát động sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai phấn đấu hết năm 2023, số thôn nông thôn mới chiếm trên 23% tổng số thôn toàn tỉnh, số thôn kiểu mẫu chiếm trên 16%. Nhiều giải pháp được các địa phương tổ chức triển khai nhằm hoàn thành mục tiêu này. Cụ thể, trong năm phấn đấu có thêm 40 thôn được công nhận thôn nông thôn mới, 16 thôn kiểu mẫu, nâng tổng số thôn nông thôn mới toàn tỉnh lên 277 và 193 thôn kiểu mẫu. Việc xây dựng thôn nông thôn mới tập trung tại các xã phấn đấu về đích trong năm nay. Đối với thôn kiểu mẫu, ưu tiên các thôn đã được công nhận thôn nông thôn mới, hoàn thành từ 70% trở lên các tiêu chí của thôn kiểu mẫu. Về nguồn lực, cùng với đầu tư của Đảng, Nhà nước, các địa phương đẩy mạnh thi đua phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, khuyến khích bà con chủ động thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của người dân. Lào Cai hiện có 86 xã được công nhận hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả này ghi nhận quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng và phát triển các mô hình bảo vệ môi trường phù hợp, hiệu quả. Đến nay, Hội Phụ nữ các cấp đã xây dựng được 700 mô hình câu lạc bộ nhà sạch vườn đẹp, 14 mô hình tổ phụ nữ phân loại rác thải tại nguồn, thanh niên triển khai các mô hình đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, mô hình thắp sáng đường quê, mô hình câu lạc bộ Sapa xanh. Nhân dân cũng được nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn tỉnh có 62.500 trên 83.700 hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh, khoảng 7.000 hộ thực hiện các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi bằng biogas. Nhiều tuyến đường hoa, đường cây xanh hình thành và phát triển, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Huyện Văn Bàn phấn đấu hết năm 2023, số xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 67% tổng số xã trên địa bàn, một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện 10 trên 21 xã của địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 10,9% tiêu chí trên xã, thu nhập bình quân 54 triệu đồng trên người trên năm. Kết quả trên là động lực để địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2023. Cụ thể, phấn đấu đến hết năm nay, có 14 trên 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Trong đó, duy trì 10 xã đạt chuẩn và có thêm 4 xã được công nhận mới, 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao, bình quân 14,05 tiêu chí trên xã. Để đạt mục tiêu, Văn Bàn chủ trương lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, đặc biệt là nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia,
đầu tư có trọng tâm trọng điểm, huy động nội lực từ sức dân, đảm bảo kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023 này, các xã phường ven đô của thành phố Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa, tạo diện mạo đô thị văn minh hiện đại. Xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa là nhiệm vụ trọng tâm đang được cấp ủy chính quyền xã Cốc San, thành phố Lào Cai tập trung thực hiện. Với định hướng trên, 3 thôn vùng cao của xã được quy hoạch thành khu vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa, các thôn vùng thấp quy hoạch thành khu đô thị dịch vụ. Đến nay, khu sản xuất nông nghiệp ở các thôn vùng cao đã phát triển được nhiều mô hình hiệu quả, tạo ra các vùng hàng hóa như vùng trồng hoa, trồng cây ăn quả, nuôi cá, nuôi ốc, mang lại thu nhập cao cho người dân. Điển hình như mô hình kinh tế của gia đình chị Đặng Kiều Trinh. Thấy được cái nhu cầu của khách hàng, của người tiêu dùng về con ốc nên là chuyển đổi. Một phần lý do thứ hai là cái giá của cái cám nuôi cá nó hơi cao. Nhờ chuyển đổi sản xuất nông nghiệp hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người của Cốc San đạt trên 42 triệu đồng một năm. Đối với 6 thôn vùng thấp, trung tâm xã được xây dựng thành đô thị có kiến trúc khu dân cư, công trình nhà ở phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Giao thông kết nối với đô thị lớn như Sapa, thành phố Lào Cai đang tạo nên diện mạo mới của một đô thị ven đô. Về cái hạ tầng rất là được quan tâm xây dựng và thuận tiện cho bà con đi lại, cũng như là cái việc cái bộ mặt của xã cũng được thay đổi. Đến nay, các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của Cốc San đang dần cán đích. Địa phương đã thực hiện được 52 km đường trục xã liên thôn. Bộ mặt nông thôn đã mang một diện mạo mới, đời sống người dân ngày một nâng cao. Tôi đã có cái chương trình xây dựng các cái mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với đô thị, và đặc biệt là các cái mô hình sản xuất nông nghiệp mà phục vụ cho cái vùng đệm là vùng thành phố và cửa ngõ đi Sapa. Thì hiện nay chúng tôi đang liên kết với các cái đơn vị để sản xuất. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa, phấn đấu lên phường vào năm 2025. Đây là mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cam Đường thành phố Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Hiện thực hóa mục tiêu này, xã chỉ đạo phân công nhiệm vụ đến từng nhóm tiêu chí, trọng tâm là một số tiêu chí khó như thu nhập đầu người, xây dựng kết cấu hạ tầng. Để đạt tiêu chí thu nhập theo chuẩn nông thôn mới nâng cao, Cam Đường chú trọng chuyển đổi cây trồng, tái cơ cấu sản xuất. Nhiều diện tích đồi đất vườn trồng tre, nứa nay chuyển đổi sang trồng quế và cây ăn quả với trên 21 hectare, mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân. Tôi thấy vườn nó cũng chả biết trồng cái cây gì được, thì thấy xung quanh đây thì tôi cũng thấy dòng bưởi nó cũng thu nhập cũng được, thì tôi cũng lấy bưởi về trồng. Hiện Cam Đường xây dựng được 9 mô hình kinh tế trang trại, trên 20 mô hình kinh tế tổng hợp, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng một người một năm. Địa phương phấn đấu năm 2025 đạt 70 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều hiện còn 0,31%. Mục đích chuyển đổi như này thì quá tốt với bà con nhân dân chúng tôi đấy ạ. Vì bây giờ nó là phát triển kinh tế như cây ăn quả thì mình mới đưa ra thị trường được. Cùng với thu nhập, xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng đủ các tiêu chí lên phường cũng được quan tâm. Trong đó, công tác quy hoạch, xây dựng cảnh quan, đảm bảo kết nối giao thông, các công trình trường học, nước sạch, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ. Về cái đô thị hóa, về cái cảnh quan môi trường, rồi về cái nhìn chung về giao thông trật tự thì về so với giờ, với ngày xưa thì nó khác nhiều. Và nó đương ngày càng một coi là được cái thể hiện cái khuôn khổ và nó đi vào những cái lề nếp rõ ràng. Thực hiện nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ cũng như là đại hội đảng bộ thành phố thì Cam Đường thì được xác định là nâng cấp từ xã lên phường, nhưng mà chúng tôi cũng đã tập trung để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. Và trong cái giai đoạn này thì chúng tôi xác định hai cái nhiệm vụ song hành. Cái thứ nhất là tiếp tục là duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Cái thứ hai nữa là tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, sắp xếp ổn định dân cư để từng bước thực hiện các cái tiêu chí lên phường. Thì đối với cái việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, ví dụ như là đối với một số thôn
vùng xa, dự kiến là trong cái thời gian tới thì chưa thực hiện các cái quy hoạch cái nơi, ví dụ như thôn Dạ Một, thôn Dốc Đỏ, thôn Sơn Lầu, thôn Nhớn, thì chúng tôi tập trung cho cái công tác cải tạo vườn tạp để phát triển kinh tế, xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế để nâng cao cái thu nhập, nâng cao giá trị trên một đơn vị canh tác cho người dân. Ví dụ như Dạ Một thì chúng tôi tập trung cho cái việc vận động nhân dân phá bỏ cái cây tre nó không có hiệu quả về kinh tế để trồng một số cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao hơn, ví dụ như là cây quế, hoặc là phát triển một số mô hình như là nuôi ốc nhồi, nuôi bò nhốt, hoặc là ví dụ Dốc Đỏ thì phát triển một số mô hình cây cảnh như là cây đào. Đến nay Cam Đường đã đạt hầu hết các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Một số tiêu chí theo chuẩn lên phường cũng đã hoàn thành. Dáng dấp của một khu đô thị đang dần hiện hữu. Đây là tiền đề tạo động lực để địa phương hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Còn tại xã Thống Nhất, với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với đẩy mạnh đô thị hóa, đảm bảo nông thôn văn minh hiện đại, địa phương này đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện. Đây cũng là hướng đi tạo tiền đề để xã phấn đấu các tiêu chí lên phường theo lộ trình. 15 thôn của huyện Bảo Thắng được sắp nhập về xã Thống Nhất là các thôn có giao thông đi lại khó khăn. Chính vì vậy, ưu tiên hàng đầu của xã là tập trung phát triển hạ tầng giao thông. Tuyến đường kết nối với quốc lộ 4D từ thôn Mường Bát đi Cắp Kẹ dài hơn 1 km mới được bê tông, rộng 6 m như thế này đã giúp bà con đi lại vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Lúc tôi bán hàng chưa có đường ấy thì tôi phải lấy xe máy chở từng tí một. Vâng, bây giờ làm con đường tiện lợi này thì xe đến tận nơi. Tôi không vất vả chở nữa. Tôi thấy rất thuận tiện và rất cảm ơn những người đầu tư về con đường này cho dân. Trong sản xuất nông nghiệp, địa phương quy hoạch 6 thôn phía Nam thực hiện sản xuất lúa theo cánh đồng một giống. 4 thôn phía Đông Bắc canh tác chủ yếu rau, mộc phục vụ thị trường nội đô. Các thôn khu vực trung tâm ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ. Với cái thị trường bây giờ rất là khó tính, nhưng thôn Đông Ngai chúng tôi sẽ cũng cố gắng có thể là trồng những cái vườn rau, củ quả để đáp ứng được cái thị trường. Thì thôn Đông Ngai cũng đã xác định được là chủ yếu là trồng rau màu. Thống Nhất hiện đã hình thành hệ thống giao thông với 43 km kết nối các thôn với quốc lộ 4D, đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài. Trong sản xuất nông nghiệp, không chỉ có vùng trồng rau màu hàng hóa, cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao, mà một số sản phẩm như ổi, chuối ngự được xây dựng thành sản phẩm OCOP. Về phát triển đô thị, khu hành chính mới, cùng với 6 khu đô thị dọc các trục đường có kết cấu hạ tầng đồng bộ và khu công nghiệp bên tả ngạn sông Hồng của xã đã được phê duyệt. Khi hoàn thành, sẽ tạo diện mạo nông thôn văn minh hiện đại. Thì trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đề xuất mở rộng thêm một số tuyến đường khác và đổ bê tông một số tuyến đường của các thôn khó khăn, ví dụ là thôn Trang và thôn Muồng. Thì đấy là cái điểm là lối giữa các thôn với nhau, thì chúng tôi sẽ còn là thuận lợi cho nhân dân đi lại và giao thương. Theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Thống Nhất hiện đã đạt 13 trên 19 tiêu chí, thu nhập đạt trên 40 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,8%. Kết quả này cùng với chủ trương đúng trúng của cấp ủy chính quyền không chỉ giúp địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao mà còn đảm bảo mục tiêu lên phường theo đúng lộ trình. Xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với quá trình đô thị hóa tạo nhiều áp lực cho các xã ven đô của thành phố Lào Cai. Theo đó, các tiêu chí về phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư hạ tầng, giao thông kết nối, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự phải vừa đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, vừa đạt tiêu chí về đô thị. Giải quyết được vấn đề này, phát triển hài hòa giữa nông thôn và đô thị, gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp, phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa. Mỗi địa phương của thành phố Lào Cai đang phát huy thế mạnh riêng để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa. Tới đây, thời gian dành cho chuyên đề Lào Cai xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.